Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp ngày 11 tháng 3, Bộ Chính trị đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau khi có chủ trương này, nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tạo sự thống nhất từ Trung ương tới địa phương và kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh đã từng diễn ra. Theo ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, về mặt thể chế tổ chức, chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là một bước thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng chống giặc nội xâm của Đảng, sâu sát hơn tình hình đấu tranh phê và tự phê, chống lợi ích nhóm, chống những biểu hiện suy thoái tham nhũng ở địa phương, cũng như kịp thời xử lý các vụ việc khi có sai phạm. Lâu nay chúng ta mới đang tập trung vào chống tham nhũng và xử lý hậu quả của các hành vi tham nhũng, còn việc xử lý triệt để nguyên nhân phát sinh tham nhũng dường như chưa được chú trọng. Trong các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử vừa qua, việc xử lý tội danh tham nhũng rất hạn chế, mà phần lớn là xử lý tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng, tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và các tội hình sự khác đã được áp dụng để giải quyết các vấn đề tham nhũng. Do vậy, cần tăng cường việc áp dụng luật phòng chống tham nhũng, đặc biệt là những tội danh về tham nhũng trong các vụ án tham nhũng hiện nay. Ban chỉ đạo cấp tỉnh khi thành lập nên trực thuộc cơ quan trung ương theo ngành dọc để có sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ trung ương tới địa phương, bởi vì lâu nay câu chuyện địa phương chủ nghĩa bao bọc cho nhau đã từng diễn ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dạy rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Tư tưởng xuyên suốt của người về công tác cán bộ được Đảng ta quán triệt vận dụng sáng tạo phù hợp tình hình thực tiễn ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ta luôn quan tâm coi trọng công tác cán bộ trong nhiều nhiệm kỳ đại hội gắn liền với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thật đáng buồn là vẫn có không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý, vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ vì vậy cần được đặc biệt chú trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần sử dụng hình ảnh nhốt quyền lực vào lồng cơ chế pháp luật. Điều ấy thể hiện việc coi trọng quá trình từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ, đồng thời khẳng định việc kiểm soát quyền lực bằng cơ chế và việc tổ chức thực hiện cơ chế ấy. Bởi khi đã có cơ chế kiểm soát quyền lực, nhưng việc thực hiện không được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công tâm, công bằng, thiếu sự giám sát, thì chắc chắn sẽ nảy sinh những hậu quả đáng tiếc. Có thể thấy những vi phạm của một số cá nhân tập thể đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương. Việc kỷ luật cán bộ là không ai muốn nhưng không thể không làm, để giữ nghiêm phép nước, để thượng tôn pháp luật, để răn đe những cán bộ nhăm nhe tiềm ẩn những mưu đồ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà bất chấp tất cả, sẵn sàng nhúng chàm. Dù việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ luôn được quan tâm, ngày một hoàn thiện nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai sót trong công tác cán bộ. Ấy là do quy trình đúng nhưng bổ nhiệm sai, là do có sự thao túng lạm quyền, lợi dụng cơ chế chính sách, các quy định trong công tác cán bộ. Điều này đòi hỏi việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ luôn phải được đề cao, xem trọng. Vừa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vụ vi phạm phức tạp, hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, té nước theo mưa. Đây là những công việc mà các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm tốt để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực đã được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, đột phá, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội. Khi có dấu hiệu của tội phạm hình sự rõ ràng thì không thể bỏ qua, và việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp các doanh nghiệp chân chính làm ăn tử tế có cơ hội phát triển bền vững, các nhà đầu tư được hoạt động trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Nghị quyết 50 được Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 5 năm 2021 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển các loại thị trường và các yếu tố thị trường, mặt khác thực hiện kiên trì kiên quyết có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế hành chính dân sự. Điều này góp phần giúp những người kinh doanh chân chính yên tâm, từ đó huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực hợp pháp thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, đưa mặt hàng này thiết lập kỷ lục nằm trong nhóm hàng có đà tăng giá nhiều nhất. Trong khi phải chi hàng chục tỷ đô la để nhập khẩu nguyên liệu, các nhà sản xuất lại đang bỏ quên mỏ vàng, phụ phẩm nông nghiệp trong nước. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân giá tăng là giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thức ăn tiếp tục lên cao do thời tiết bất lợi từ các khu vực trồng chính trên thế giới và tại các nước Nam Mỹ. Đồng thời, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, trước việc giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục duy trì ở mức cao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, đồng thời điều chỉnh cơ cấu vật nuôi theo hướng tăng chăn nuôi gia súc ăn cỏ, giảm chăn nuôi lợn, gia cầm.
Đặc biệt sắp tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên và doanh nghiệp thành lập các hợp tác xã tập trung chủ yếu vào trồng sắn và ngô để chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giảm dần phụ thuộc vào nhập khẩu. Với những doanh nghiệp đã nhập khẩu nguyên liệu từ sớm thì chưa vội tăng giá trong thời điểm này để hỗ trợ người chăn nuôi. Kết thúc quý 1, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Do đó, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo rằng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong năm 2022 có thể áp mốc kỷ lục mới và sẽ cán đích 700 tỷ đô la. Nhận định xung quanh việc tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng cơ hội lớn nhất là từ các hiệp định thương mại tự do. Năm 2022, Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 6-8% so với năm trước, đạt khoảng 363 tỷ đô la, duy trì cán cân thương mại ở mức xuất siêu. Việt Nam có thuận lợi lớn nhất là đã có giai đoạn thử thách vượt qua được tác động của dịch bệnh. Việt Nam cũng đã có đà tăng trưởng xuất khẩu tốt duy trì qua nhiều năm. Thời gian tới, việc tận dụng ưu thế từ các FTA vẫn là sự quan tâm lớn nhất các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước phải cùng nhau thực hiện khai thác tận dụng tốt. Ngoài ra, để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã xây dựng một số website để đưa thông tin đến với cả các doanh nghiệp, trong đó website của Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, một số website chuyên đề các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Nhận định về cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng nhìn chung các chính sách được ban hành kịp thời đã nhìn chúng và đúng các đối tượng cần hỗ trợ. Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy vẫn còn không ít bất cập hạn chế cần sớm giải quyết nhằm loại bỏ những quy định cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Theo khảo sát của VCCI, 94% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, nên chính sách về kinh doanh nhằm chia sẻ và thúc đẩy sự phục hồi của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Nếu không được hỗ trợ mà còn có thêm cản trở thì doanh nghiệp rất khó trụ vững trên thị trường. Trong kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ dự kiến tổ chức 5 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tiếp nhận kiến nghị về những rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản, quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, tham vấn các hiệp hội doanh nghiệp phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp, để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh rà soát hoàn thiện thể chế về cải cách hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ ngành địa phương, chủ động xử lý tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, huy động nguồn lực để phát triển và phục vụ người dân doanh nghiệp. Với việc cho phép toàn bộ học sinh đến trường, Việt Nam mở cửa du lịch và lễ hội đón khách, các dịch vụ như karaoke, massage, vũ trường hoạt động trở lại. Nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Những tiêu chí chống dịch bất khả thi như không tụ tập, giữ khoảng cách, khai báo y tế không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh chống dịch cởi mở như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi trong việc thực hiện quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tập trung đông người và khai báo y tế, được Bộ Y tế đề ra từ tháng 8 năm 2021. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, về các biện pháp phòng dịch hiện nay, quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng vệ cá nhân, trong đó khẩu trang, sát khuẩn là quan trọng nhất. Việc khai báo y tế là việc của giai đoạn trước, hiện chúng ta có thể bỏ qua, bởi ngay cả trong thời kỳ cao điểm của dịch, chúng ta cũng không tập trung vào việc truy vết nữa, nên việc khai báo là không cần thiết và không còn nhiều ý nghĩa. Về việc hạn chế tụ tập cũng cần cân đối giữa việc phát sinh ca bệnh, việc lây nhiễm với phát triển kinh tế xã hội. Về cơ bản, việc quy định hạn chế tụ tập đông người không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay vì sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, kinh doanh, đi lại, khôi phục kinh tế. Vài năm về trước, các khóa học về kỹ năng sống nở rộ khi có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra. Và một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do trải thiếu hụt kỹ năng sống cần thiết. Hơn 2 năm xuất hiện dịch COVID-19, câu chuyện này dường như bị bỏ quên khi tính mạng sức khỏe của con người được đặt lên cao hơn những mối quan tâm khác. Chỉ đến khi những vụ việc đau lòng tái diễn, hồi chuông này mới lại được gióng lên một lần nữa. Không phải chỉ người lớn mới cần đến kỹ năng sống mà trẻ em từ cấp học mầm non đã cần được hướng dẫn, mô phỏng và thực hành, rèn luyện về việc giao tiếp với người khác, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Những vụ việc bạo lực học đường xảy ra đều có nguyên nhân và những dấu hiệu nhận biết nếu trẻ em được hướng dẫn cách ứng xử khi gặp phải nguy cơ bạo lực học đường, bạo lực gia đình hay những nguy cơ tiềm ẩn khác thì sẽ giảm thiểu được nhiều sự việc đau lòng. Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, hiện nay các nhà trường cơ bản tập trung vào thành tích học tập, xem trọng việc dạy chữ, công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngày càng được quan tâm nhưng chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Nên bắt đầu từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống thường ngày. Ông Lâm cho rằng thầy cô phải là tấm gương để các em học tập. Không thể dạy học sinh biết kiềm chế cảm xúc khi thầy cô liên tục la mắng, thậm chí đánh học trò.
khi kết hợp đa dạng các phương thức giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, giúp mỗi học sinh tìm thấy sự phù hợp để từ đó phát triển bản thân thành con người có năng lực, có kỹ năng sống, để sống một cuộc sống có chất lượng, hạnh phúc.